Nay con có rảnh không? Dạ có con. Mấy giờ con về? Dạ 2 giờ. Dạ hả? Xuống đây mẹ có biết không? Dạ có. Con nói con lên cô từ hôm qua mà tại hôm qua con lười quá. Hôm qua nó mưa dữ quá. Hôm qua bên quận 2 con nó mưa mà ngập xe luôn á con. Cái con không qua được. Wow, mưa to hả? Dạ. Tối nay trời đẹp đẹp không qua luôn. Quá trời mặt con rồi. Phải làm lâu lâu tí á. Dạ. Chứ vậy hư mặt hết. Mẹ sốt chết. Cố gắng chút nha.